Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với phố ăn chơi. Hôm nay chúng ta có một khách mời, một host mới cực kỳ xinh đẹp. Đó chính là... Yeah, xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh, và sắp tới sẽ là host mới của phố ăn chơi. Hôm nay chúng mình sẽ... chơi một trò chơi hơi sập xính một tí, nhưng mà nghĩ là mong các bạn sẽ đón xem. Let's go. Cái gì nhỉ? Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Kiến thức là vàng. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Khó đấy. Không được. Là gì anh? Chọn mặt vì vàng. Cái này rất là lửa. Lửa chua. Cắm lửa bỏ tay người. Đúng rồi. Cắm lửa bỏ tay người. Ok. Lãi mẹ đẩy lãi con à? Đúng không? Đúng rồi. Ủa? Cắm lửa. Trời ơi. Đốt nhà mới ra mặt chuột. Ôi trời. Từ. Bình tĩnh anh. Chị ơi. Thì đi. Đi đi. 3 2 ăn độc. Ăn độc. Cái này là nhất quỷ nhí ma từ ba học trò đúng không? 4 3 đấy. Uầy. Ông gì nhở? Ông chả ông nói gà báo nấu vịt. Đúng rồi, ông nói gà báo nấu vịt. Đúng rồi. Sao lại là vịt? Có tay, chị có tay. Có tay, có tay lớp cái gì nhở? Có tay. Từ từ anh. Tất cả hai tay. Đúng rồi. Câu em biết. Gì nhỉ? Ba một lời. Uầy. Anh đấu rồi. Thế. Lên voi xuống chó. Đấy, lên. Chó thả giày ra nhá. Cái gì tiết nhỉ? Môi không mạnh. Nhưng mà nó đúng rồi đấy. Nó đúng à? Thế anh chuyển thôi. Đọc lại mà. Thế. Cây gái tức giận ngồi sinh ra trẻ con. Đúng rồi đấy. Nhớ rồi. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Một con ngựa đau cả tờ bò cỏ. Dễ vãi. Cỏ đây có ba lá làm gì? Con ngựa nào có ba lá. Chịu rồi. Nhà sạch thì mát, bát sạch cơm ngon. Ê, chị sao thì bắt nhắc. Nhà kia là bát. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Chơi. Câu số 4. Chơi, mình nhảy cái kia luôn. Cái này biết. Khó đấy. Cái gì nhỉ? Thất bại là mẹ thành công. Chị khác. Hay. Đếm lỗ tìm của. Đếm. Màu cua bắt ốc. Chính xác. Cái gì? Đổi trắng thành đen à? Đúng không? Đuôi ong tay áo. Chính xác. Con gái là hoa liếm mật. Bách trưởng. Đúng rồi, con gái là hoa liếm mật. Đúng không? Đúng mà. Đúng mà. Tư thế gì? Đang nằm bắt đầu đúng không? Đang nằm đúng không? Nằm. Hoa hồng là cái gì? Nằm gai liếm mật à? Chính xác. Ôi vãi trưởng. Hết rồi. Yeah, và chúng mình đang vừa chơi xong trò chơi đoán emoji để tìm ra câu thành ngữ tục ngữ. Và có khi là ai bị đập đầu nhiều nhất thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Chắc chắn phải tôi rồi. Cái gì? Chắc chắn rồi.
Hoặc. Thế các bạn hãy cho chúng mình xem những cái bình luận ở phía dưới xem là chơi trò gì cho nó khó để mọi người bị ăn được nhiều hơn nhá. Okay. Bây giờ